Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Đến với chương trình hôm nay là episode thứ tư, tài liệu Anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học do Nhường Tống biên soạn. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay Chủ nhật 10 tháng 4 2022, bao gồm chương 21 cho đến chương 30. Để mở đầu, Đỗ Hiếu kính mời quý vị theo dõi chương 21 qua giọng đọc của Đào Trường Phúc. Chương 21 Thị Nhu Thị Uyển. Các bạn coi đó đủ rõ hồi đấy, thực dân Pháp truy nã anh Nguyễn Thái Học gắt gao đến chừng nào. Cũng vì thế mà xảy ra cái án Thị Nhu Thị Uyển. Hai cô này họ Trần là đôi chị em ruột, cùng một người em trai nữa đều là người bên hội thanh niên. Cả ba bị bắt vào sở mật thám, rồi giải sang hội đồng đề hình. Muốn gỡ tội cho em, muốn gỡ tội cho mình, hai nhà nữ chí sĩ ta mới xin với Brit tha ra, để sẽ tìm bắt cho được Nguyễn Thái Học. Sau khi ra khỏi hỏa lò, hai chị em Thị Nhu Thị Uyển liền xuống Thái Hà ấp đến thăm một người vừa là đồng chí vừa là anh họ, là anh Mai Văn Thiệu, tục gọi là Cả Sâm. Hàn huyên xong, Nhu và Uyển kể lể sự tình rồi nhờ Sâm chỉ cho biết chỗ ở của Nguyễn Thái Học. Sâm hứa sẽ điều tra hộ. Và hôm sau, tức là ngày 30 tháng 5 năm 1929, nhân có Dương Hạc Đính đến thăm, Cả Sâm liền cho Đính biết chuyện. Đính cười: "Được, anh để mặc tôi sẽ liệu cho chúng nó." Sớm ngày 31, Dương Hạc Đính cho một người đưa hai nữ đồng chí đi ô tô xuống Hải Phòng lùng bắt nhà lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng. Tới nơi thì đã có người đón. Người trước liền quay về để người sau điểm chỉ hộ. Ba người đi xe tay qua cầu Bona. Ở đấy một người thứ ba nữa đương dắt xe đạp đứng chờ. Người hướng đạo liền xuống ngựa người, lên ngựa sắt và bảo hai cô: "Bây giờ trời còn sớm quá, chưa chắc hắn đã ở nhà. 7 giờ rưỡi tối tôi hãy đưa các chị đi. Tôi chờ các chị ở ngã ba đầu ngõ Nghè, rẽ sang đường Cắt Cụt." Nói xong phóng xe đi thẳng. Hai nhà nữ cách mệnh ta liền đến thăm người cha tu ở một cánh chùa tại bến Hải Phòng. Chuyện trò một lát, họ ra hàng dùng cơm. Cơm nước xong đúng giờ hẹn, tìm ra nơi hẹn. Dưới ánh điện hoe đỏ và lờ mờ vì cột đèn thưa quá, hai cô Thị Nhu Thị Uyển theo người hướng dẫn bước vào ngõ Nghè. Vừa đi được mấy chục bước thì một bóng người từ trong xó tối nhô ra, chĩa súng lục tặng cho mỗi cô một phát. Cô Uyển đạn trúng ngực chết tươi, cô Nhu què chân nằm quằn quại trên vũng máu. Cả người bạn cùng người hướng dẫn thoát biến đi đâu mất. Người ta nhặt được ở bên mình hai cô một tờ giấy đề ngày 28 tháng 5. Ấy là bản án của tòa án cách mệnh khép hai tên Việt gian vào tội tử hình, cũng như cái án Ba Sang. Cho đến giờ người ta vẫn chưa rõ chính ai là người đã bắn Thị Nhu Thị Uyển. Chương 22 Những kẻ khốn nạn. Nếu đồng bào hồi ấy phần đông ủng hộ cách mệnh thì cũng không khỏi có những kẻ khốn nạn muốn lợi dụng cơ hội vu hãm người khác để mong trả thù riêng. Ví dụ như tên Đỗ Hiệp, lý trưởng xã Đồng Duyên, Thanh Liêm, Hà Nam, vu cáo cho người làng có giao thiệp với Nhượng Tống và thường gửi tiền cho Nguyễn Thái Học. Và tên Phụng ở làng Đông Chữ, Nam Sang, cũng cùng tỉnh ấy, vu cáo cho lý trưởng có chứa chấp Nguyễn Thái Học và các đồng chí ở trong nhà. Tức cười nhất là tên Phụng lại còn vờ vịt trong tờ trình: "Tôi cũng biết làm thế này là đắc tội với tổ quốc, với đồng bào,
nhưng sợ liên lụy đến dân làng nên buộc lòng phải đi báo. Rõ khéo dở trò con khỉ, bao giờ cho trong nước chết hết hạng đê tiện ấy. Mà cả hai việc đều do người trong tỉnh Hà Nam cả, đủ rõ phần đông dân trong tỉnh ấy hèn đớn và điêu bạc đến mức nào. Chương 23. Việc xử tử Thừa Mai. Trên kia tôi đã kể đến chuyện Thừa Mai. Vì tội phản đảng, tòa án của đảng đã khép Mai vào tử hình. Cho được thực hành bản án ấy, đảng đã sai anh Trịnh Tam Tỉnh, một người trong đoàn ám sát. Bây giờ là trung tuần tháng 7. Anh trưởng đoàn đến nhà anh Tính ở Cống Vọng, truyền cho biết lệnh của đảng và giao cho một khẩu súng lục đầy đạn. Lại đưa cho một bản đồ tỉnh Thái Bình đánh dấu nhà Thừa Mai bằng một chữ thập và dặn anh Tính: phố nó ở đã đông, mà nhà nó người cũng lại đông nữa. Anh phải đợi khoảng 5 giờ chiều là nó đi làm ở dinh tổng đốc về thì mới dễ hạ thủ. Giết xong, anh sẽ đi xe đạp qua bến Tân Đệ mà về. Mới 20 tuổi đầu, anh Tính tự coi mệnh lệnh của đảng đối với mình là một vinh dự. Còn vì còn gì vinh dự cho một người cách mệnh bằng được chính tay mình xử tử một tên phản đảng phản nước. Thu xếp việc nhà xong, anh Tính liền xuống tàu thủy đi Thái Bình. Di tàu, anh gặp anh Phạm Đức Huân, một người bạn bên học sinh đoàn. Anh Huân đòi anh Tính cho đi theo. Chừng 2 giờ chiều hôm mùng 3 tháng 8, hai anh xuống bến Tân Đệ. Anh Tính có người quen ở Bùng, nhân về chơi qua làng Bùng để đến thăm người ấy. Các anh định đến hôm sau mới qua Thái Bình. Chiều hôm vô sự, hai anh đi rong trên đê Bùng. Khi đến quãng có lối rẽ gần làng Thanh Ban, thì vì lẽ cần tự nhiên, anh Tính đưa súng cho anh Huân để đi xuống ruộng. Chưa xuống đến nơi thì nghe tiếng súng nổ. Anh Huân tái máy nghịch súng, vô ý đã để cho đạn bắn vào cạnh sườn. Anh Tính vội vàng chạy lên ôm lấy anh Huân, máu vấy đầy cả quần áo. Anh Tính kêu: khổ quá, thế này thì người ta sẽ bảo là tôi giết anh. Anh Huân kêu đau và nói: anh đem tôi lên huyện, tôi sẽ khai. Bây giờ là độ 4 giờ chiều. Hai người lúng túng nhìn nhau không biết làm ra thế nào. Quãng đường thì vắng. Một lúc sau mới thấy một bóng người đi lại. Anh Tính cho hắn 2 hào để hắn gọi xe hộ. Nhưng đường nhà quê làm sao có sẵn xe. Trong khi chờ đợi thì bọn Tuần ở trong làng đổ ra. Họ xúm lại mà đánh trói anh Tính. Nhưng người phó lý đến nơi ngăn bọn Tuần đừng đánh và hỏi anh Huân. Anh Huân nói: tôi vì bực mình với vợ nên đến đây tự tử. Còn anh này thấy tôi tự tử nên chạy lại giằng lấy súng của tôi. Vì thế máu rơi ra áo quần. Tôi chết là tự tôi, không quan hệ đến anh này cả. Họ liền khiêng anh Huân và trói anh Tính dài lên huyện. Vài giờ sau thì anh Huân tắt nghỉ. Lời anh khai không đủ làm tin cho bọn chức trách. Vì tự tử gì mà lại lấy súng bắn vào cạnh sườn. Họ cho rằng giữa anh Tính và anh Huân tất có tình tiết gì khả nghi. Họ liền khám mình anh Tính thì bắt được bản địa đồ. Giải về Hà Nội, tra tấn hơn chục ngày, anh Tính vẫn khăng khăng một mực không khai. Vì cho đó là một điều bí mật, cần phải giữ bí mật cho đảng. Trong khi ấy thì lại có thư nặc danh, nói là anh đã vâng lệnh đảng đi giết toàn quyền Pasquier khi hắn qua Tân Đệ. Bởi vì hồi ấy, Pasquier có về kinh lý Thái Bình, cho nên lời kẻ ném đất rũ tay kia cũng có lý đáng tin. Vì vậy bọn mật thám càng đánh anh Tính dữ. Người bà con ở làng Bùng, vì anh có nói chuyện cho biết, sợ anh Tính bị chúng đánh đến chết, liền đem việc khai thực với mật thám. Mãi đến khi ấy anh Tính mới chịu nhận. Thế nhưng khi họ hỏi anh đoàn ám sát của đảng có những ai, thì anh khai là anh và anh Huân chỉ là 2 người trong học sinh đoàn chứ không phải trong đoàn ám sát.
Chỉ vì đảng hết cả người nên bất đắc dĩ anh Nguyễn Thái Học phải dùng đến anh. Cố nhiên, lời khai của anh Tính là một lối khai man có dụng ý không muốn cho chúng nhìn rõ thế lực của đảng. Rồi tòa án đệ nhị cấp Thái Bình họp ngày 22 tháng 10 năm ấy đã khép anh Tính 10 năm. Anh Nguyễn Thái Học và anh Xuyến là trưởng ban ám sát, trung thân. Kỳ thực thì anh Học với anh Xuyến chỉ là một người. Xuyến là tên một người con gái ở phố Hoàng Bút. Cái nhan sắc của cô đã làm cho nhiều cậu học trò cao đẳng hỏng thi. Anh Nguyễn Thái Học vẫn đùa nhận là vợ anh, nên các bạn cũng thường gọi anh Nguyễn Thái Học là anh Xuyến. Chương 24. Cơ quan thanh giám. Sau khi báo bắt mấy chỗ ở Bắc Ninh, tên Kinh sợ anh em biết chuyện và nghi mình nên về nhà nằm một dạo. Nhưng mà anh Nguyễn Thái Học còn ở ngoài thì ti mật thám chính trị ở đây vẫn còn lo ngại. Mà muốn dò anh Học, họ thật chưa tìm được tay nào có thể có đủ tư cách để làm kẻ nội công. Vì vậy họ lại cho bắt Kinh, rồi sau đó đi dò anh Học. Khi ấy các yếu nhân trong đảng chia ra ở hai nơi. Bọn anh Học thì về miền Phú Thọ. Nhóm các anh Nguyễn Văn Viên, Đoàn Trần Nghiệp thì theo anh Song Khê, tức là Sứ Nhu ở miền Bắc Ninh trong làng Cổ Pháp. Việc dự bị khởi nghĩa đang tiến hành gấp. Anh Nguyễn Thái Học đã thảo xong tờ hịch đóng bịch để động binh, và anh em ở các nơi đâu đấy đã chu toàn lực lượng để đúc bom, rèn giáo, mác. Kinh ở trong ngục ra hỏi thăm các đồng chí mới rõ là anh Nguyễn Thái Học mới ở Phú Thọ về nhà anh Khóa Nguyên ở Lạc Đạo. Kinh tìm tới nơi cũng nói rõ chuyện mình vừa bị bắt. Khi ấy đương hồi lôi thôi, việc bắt vào tha ra rất thường tình. Chính anh Phó Đức Chính cũng bị bắt hai lần rồi lại được tha ra. Cho nên, đối với Kinh, anh Nguyễn Thái Học chẳng những không nghi mà còn khen là người sốt sắng. Hôm ấy là ngày 20 tháng 6. Từ đó, Kinh lại đi cùng làm việc với anh em. Nhưng làm việc với anh em thì ít, mà làm việc cho mật thám thì nhiều. Chẳng những Kinh dám nhặt những tin lặt vặt để bán lấy tiền tiêu, mà ngày 24 tháng 8, Kinh đã dám cả gan báo bắt một cơ quan trọng yếu của anh em đặt ở số 9 đường Thanh Giám Hà Nội. Đó là một nơi để dò biết những tin tức về chính trị, về binh bị của quân địch. Các yếu nhân trong Việt Nam Quốc Dân Đảng khi về Hà Nội thường lấy đó làm nơi bàn việc và trú chân. Việc phá vỡ cơ quan ấy đã gây tai hại vô ngần. Thực dân Pháp bắt được anh Viên, anh Viễn, anh Giáo Lai và anh Phó Đức Chính. Ngoài ít giấy tờ lặt vặt ra, chúng lấy mất 500 đồng ở trong túi anh Lai và 150 đồng trong bao tượng của chị Nguyễn Thị Thuyết. Chị này vì không biết cơ quan đã bại lộ nên buổi chiều hôm ấy còn lò dò tìm đến. Đang ngơ ngác trông vào căn nhà vô chủ thì bị tên thám tử đứng gác ra bắt giải đi. May mà anh Nguyễn Thái Học, anh Song Khê, cô Giang cùng một nữ đồng chí hôm trước vừa mới đi Na Sầm xong, chậm một ngày có thể mắc lưới cả, mà chỉ vì một bàn tay phản trắc. Cũng do bàn tay ấy mà chiều ngày 16 tháng 9 có việc khám nhà anh Nguyễn Tấn Lộc ở Cổ Pháp. Nhưng anh Lộc đã cùng anh Nguyễn Thái Học xuôi từ buổi sớm. Ngày 18, hai anh đã ở Phát Diệm rồi. Chương 25. Việc giết Kinh. Lần này thì Kinh không còn trốn được con mắt của anh em trong ban điều tra nữa. Và cho được tỏ rõ kỷ luật của đảng, anh Song Khê, tức là anh Sứ Nhu, liền hạ lệnh cho xử tử Kinh. Lệnh ấy giao cho anh Doãn, tức là Ký Con, tức là Đoàn Trần Nghiệp, thi hành. Muốn tập cho một đồng chí mới có tinh thần mạo hiểm, hy sinh,
Anh Doãn liền bảo Kinh về Bắc Giang tìm Trần Đức Chính. Chính năm ấy 19 tuổi, vẫn giúp việc và thường ở nhà anh Sáu, là một đồng chí rất hoạt động. Được tin anh Doãn gọi, anh Chính lật đật theo Kinh về Hà Nội. Chờ Kinh đi khỏi, anh Doãn cho Chính biết là Kinh là đứa phản đảng. Trong khi anh Chính dương cặp mắt ngạc nhiên hoảng hốt, thì anh Doãn đưa cho Chính một con dao nhọn mà bảo: chiều nay anh bảo Kinh rằng tôi mời nó đi coi hát, rồi anh dắt nó ra chờ tôi ở vườn Bách Thảo. Hễ tôi bắn nó lăn ra rồi thì anh cầm lưỡi dao này đâm vào cổ nó, nhớ lót giấy vào chuôi dao. Đâm xong cầm giấy đi để mà để dao lại. Làm như thế bọn chuyên môn cũng không khám ra vết tay mình in ở chuôi dao. Anh Trần Đức Chính vâng lời và nhận lấy dao. Hôm ấy là mùng 5 tháng 10. Kinh nghe bạn rủ đi xem hát thì sướng mê. Chập tối đến, theo Chính đi lên chỗ hẹn. Trong ánh sáng lờ mờ, dưới tàn cây rợp mát, giữa bầu không khí âm thầm mà trong sạch, đôi bạn ngồi vào một chiếc ghế dài đặt cho du khách ở vườn Bách Thảo, rồi cùng nhau tán chuyện trăng hoa. Anh Doãn xịch đến, từ phía sau chĩa súng bắn Kinh. Vai bị đạn, Kinh nằm vật trên tấm ghế dài. Chính cầm dao luống cuống định đâm vào cổ, thành ra lại cắm vào sườn. Lưỡi dao cắm suốt gan và thủng suốt dạ dày, máu vọt lên như tia nước mạnh. Hoảng hốt, Chính ù té chạy, cũng chẳng kịp lấy lại tờ giấy lót chui dao nữa. Còn anh Doãn ung dung rút ví Kinh ra mà đặt vào đó một mảnh giấy. Bản án xử tử ấy chỉ biên 4 chữ: không giữ lời thề. Xong, anh Doãn trả lại ví vào trong túi của Kinh và thản nhiên lên xe đạp mà đi. Kinh chết, Sở Mật Thám lùng bắt Doãn và Lung rất gấp, bởi vì Kinh trước đã tâu nộp hai người ấy là hai tay đắc lực trong ám sát đoàn. Họ bắt được anh Lung, hỏi đến anh ở đâu và làm gì trong đêm trước, anh lúng túng cắt nghĩa không rõ ràng. Chị vợ lại khai thực là anh Doãn thường khi vẫn đến chơi nhà. Thế là trăm miệng anh Lung cũng không thể nào giữ sạch cái trách nhiệm về việc giết Kinh nữa. Mật thám còn nghi luôn cho anh giết Thị Nhu, Thị Uyển ở Hải Phòng. Vì trong bản án xử tử, hai con hoạt đầu đó dưới tuy có ký Bắc Kỳ ám sát đoàn, nhưng cái tên ấy là một tên chung, không hẳn là của thanh niên hay của Quốc dân đảng. Vậy mà từ đó về sau, bao nhiêu cuộc ám sát, người ta chỉ thấy toàn là bàn tay của Việt Nam Quốc dân đảng mà thôi. Cái oan mục ấy, mãi đến khi anh Doãn, anh Chính bị bắt, các anh mới biện bạch và chết thay cho anh Lung. Và sau khi Kinh bị giết hại hai ngày, anh Ngô Đức Thụ, công nhân ở Hải Phòng, cũng bị bắt về tội đem giấy bạc giả ở tàu về giúp cho anh Nguyễn Thái Học. Chương 26, Mỹ Điền. Ngày 31 tháng 9 năm 1929, tại nhà anh Lương Văn Trạm ở làng Mỹ Điền, tỉnh Bắc Giang, chợt nghe tiếng nổ dậy trời. Tiếng nổ ấy từ một gian buồng kín phát ra. Một bức tường đổ, một mái nhà bật tung. Chủ nhà lật đật chạy vào thì thấy ba đồng chí coi việc chế bom, thịt xương dập nát, mặt mũi xám đen, máu me chan hòa, cả ba đã nói không thành tiếng. Anh Lương Văn Trạm vội vàng vực các bạn lên phản. Bao nhiêu quần áo, giấy tờ của họ xếp cả vào một đống, châm lửa đốt. Đốt chưa xong thì bọn tuần phiên đổ đến bắt trói anh Trạm. Trong phòng, nào mạt gang, nào dây đồng, nào mảnh thủy tinh, nào các hóa chất bỏ tung bừa bãi. Lạ nhất là dưới đất có hơn 40 cái lỗ, có lẽ là những lỗ để đặt bom. Họ giải anh Lương Văn Trạm lên tỉnh. Sở Mật Thám đã tra tấn anh rất tàn nhẫn mà vẫn không sao biết được tên của ba người hy sinh vì nghĩa vụ là ai. Họ bèn
cho bắt đến người Anh là chánh hội Mỹ Điền thì anh này đã trốn biệt. Các người hay lui tới nhà anh Trạng lục tục bị bắt, gồm có Phạm Công Tạo, Trần Ngọc Liên, Vũ Văn Dương, Đỗ Đức Hoạt, Cả Cai, Khoa Yến. Kỳ thực thì đó toàn là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đảng sắp động binh, các đảng viên ở Bắc Giang cũng như ở mọi nơi, phải địa phương nào công việc nấy. Bởi vậy nên một mặt anh em phải giao thông với quân nhân, đánh tráo lấy địa đồ quân sự, một mặt phải chế tạo khí giới để đợi ngày tấn công. Trong tỉnh Bắc Giang, quân lính đều đã theo Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đồng chí mới xin vào cũng mỗi ngày một thêm đông. Các nhà cửa cùng đường lối trong trại binh đều đã ở trong túi anh Khoa Yến rồi. Duy có bom là kém mọi nơi. Ở bên Bắc Ninh, nguyên huyện Gia Bình họ cũng đã đúc được 400-500 quả bom. Việc đó sau xử ở Bắc Giang, vì hội đồng đề hình lúc đó đã giải tán rồi. Chương 27, Phương Lược. Việc khởi nghĩa chỉ còn là câu chuyện ngày tháng. Và theo ý anh em cắt cử, anh Nguyễn Thái Học sẽ phải phụ trách về việc đánh Hải Dương, Bắc Ninh. Bởi vậy, anh phải luôn luôn hoạt động trong hai tỉnh ấy. Khi thì ở nhà anh Bang Lịch, làng Đập Khê, huyện Chí Linh. Khi thì ở nhà anh Lý Thống, làng Cao Thụ, huyện Gia Bình. Khi thì ở trên một chiếc thuyền trên sông Lai Hà, huyện Lang Tài. Khi thì lại ở trên chùa Yên Tử, không phải để lắng kệ nghe kinh, mà là để tính việc cứu khổ non sông, chiêu hồn chủng tộc. Vì thân anh Nguyễn Thái Học không còn phải của anh, mà là một món quan hệ cho đảng, cho nước, cho nên các anh em có cắt hơn 20 người thân binh, lúc nào cũng đeo súng mang gươm, để anh Nguyễn Thái Học đi đâu thì hộ vệ. Ngày 1 tháng 11, anh ở một làng bên Bắc Ninh, quê cũ của Đồ Kiểu, cho mời đội Dương sang bàn việc. Khi Dương tới nơi, thấy anh đương ký cái án xử tử một tên phản đảng và một đồng chí đưa trình bản địa đồ trường bay Bạch Mai. Anh Nguyễn Thái Học đưa cho Dương xem một trái bom và cho biết mỗi ngày có thể chế tạo được 40 trái bom như vậy. Anh vận quần áo lối nhà quê và để râu dài. Hôm sau, Dương sang Đắp Cầu gặp anh đội sát và ngày 3 lại về bên anh Nguyễn Thái Học. Anh bảo Dương định phương lược đánh trường bay Bạch Mai để lát nữa trình toàn quốc hội nghị xét. Hội nghị ấy sẽ gồm có ủy viên của các tỉnh đưa trình phương lược tiến công về từng tỉnh một. Hội nghị xét xong sẽ trình Bộ Tham mưu quyết định. Cuối cùng, anh Nguyễn Thái Học báo cho anh Dương yên dạ. Chí cốt làm sao chúng ta chống giữ được 5-6 hôm thôi, rồi thì sẽ có các tướng ở tàu về giữ việc chỉ huy. Chương 28, Phao Tân và Nội Viên. Các khí giới chế tạo trong thời ấy, ngoài dao kiếm ra, anh Nguyễn Thái Học chú ý nhất đến bom và lựu đạn. Hai món này chế xong rồi, vì chưa dùng ngay, lại phải đem chôn giấu ở một nơi để nhà chức trách không sao khám xét nổi. Tuy vậy, những nơi ấy nhiều khi đã bại lộ chỉ vì một cớ ngẫu nhiên. Trên kia, chúng ta đã biết bom nổ ở Mỹ Điền. Rồi ngày 20 tháng 11 ở Phao Tân, chẳng rõ tại sao người ta lại vớ được một chum bom ở trong đựng 67 quả. Và ngày 23 tháng Chạp, tại ấp Nội Viên của ông Đô Thống Thuật, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, bom của đảng lại bị đào lên 2 chum nữa. 2 chum này chôn ở một cái gò giữa đồng, chỉ về vết đất mới quá nên bị tụi trẻ, lũ trẻ tò mò bới ra, rồi quan ấp bất đắc dĩ phải đi trình lên huyện. Huyện về khám, đếm cả 2 chum được 84 quả bom.
dân ấp có vài chục nhà, phần nhiều là cách mệnh, sợ liên lụy, vội vàng trốn sạch. Thế là cái ấp ấy bỏ không. Khám trong ấp, họ còn bắt được mảnh gang, dây thép và những tài liệu chế bom. Người ta đồn rằng chính anh Nguyễn Thái Học hồi tháng 9 đã về đó mấy ngày để dạy anh em làm việc ấy. Nhân tiện tôi kể đến việc giấu bom Kha Lâm, một làng gần biển. Bom ấy đúc ở trong nhà anh Phó Tổng rồi đựng vào từng thúng một. Hễ nhà chức trách đến khám là đồng chí gánh bom chạy. Chúng thường khám ở những nhà đầu làng trước. Bom chạy đi chỉ cách nhà độ vài nhà mà thôi. Rồi quanh quẩn anh em sẽ gánh nó mà để vào những nhà mà họ đã vừa khám xong. Thế mà mấy lần khám không bắt được một quả nào lấy có. Bực mình, bọn mật khám bèn buông lửa đốt cả làng. Nhưng mấy cái nhà Tây của anh Phó Tổng là cái ổ đúc bom thì lại không cháy. Hôm sau, bọn mật khám dùng cốt mìn mà bắn đổ tất cả một loạt. Họ còn tham lam cho xe đến trở về sở lục lộ tất cả những kèo, những hoành, những sàn gác bằng gỗ lim. Chương 29. Đội Dương phản đảng. Đội Dương nguyên trước là học trò trường thuốc. Tốt nghiệp ra, sao chẳng xin bố làm y sĩ mà lại đâm đầu để làm lính mộ? Chỗ đó tất có một thâm ý như thế nào? Cho nên chúng tôi vẫn trọng Đội Dương là một kẻ có chí khí lớn lao. Khi đảng mới lập thì Dương đóng đội ở chùa Thông. Anh Nguyễn Thái Học lên tuyên truyền ở Thông, được hắn lấy làm mừng lắm. Qua hai năm 1928-1929, mặc những đứa nào phi pháp, Đội Dương vẫn là một đồng chí trung trực. Từ Thông đổi về trường bay Bạch Mai, hắn được anh em cử làm trưởng ban binh vụ, và bao nhiêu binh đoàn cùng chi bộ nhà binh đều do một mình hắn trông coi. Theo nguyên tắc, các hạ sĩ quan mới nhận làm đảng viên, còn binh lính chỉ tổ chức thành binh đoàn. Đội Dương cũng thờ đảng hết lòng mà cổ động được rất nhiều võ trang đồng chí. Vậy mà sau đến tháng Giêng năm 1929, Dương lại thình lình phản đảng. Tôi chắc bên trong phải có một uẩn khúc thế nào. Dương hiện còn sống, có thể nói để cho người đời cùng biết được chăng? Tuy đã phản, Dương cũng chưa làm việc gì hiển nhiên. Mãi đến hạ tuần tháng Chạp, Dương mới bắt đầu hạ bàn tay độc ác là dẫn bắt cơ quan chế bom ở số 7 phố Vĩnh Hồ. Anh Cao coi cơ quan ấy may mà trốn thoát. Hắn lại dẫn đào lên 700 quả bom ở quanh Bạch Mai là món mà đảng dự bị để đánh vào trường bay Bạch Mai. Nhưng đáng giận nhất là việc Đội Dương dẫn người lên bắt anh em ở Võng La thuộc Hạ Bì, Thanh Thủy, Phú Thọ. Nguyên Dương không biết có làng này. Dương sở dĩ biết là vì giáo Phú. Phú cho Dương hay Võng La là một làng cách mệnh. Ngày đêm quanh làng có người gác, chỉ có lối ra bờ sông là không có người gác. Vậy khi lên bắt nên theo lối vào. Ngày 25 tháng Chạp, Dương đem một toán lính mật thám lên. Theo lối, theo lời Phú chỉ, đi theo bờ sông vào. Quả nhiên anh em không kịp đề phòng. Giữa một gian nhà ngói đàng hoàng, Dương từ xa trông thấy đủ bộ ba. Anh Nguyễn Khắc Nhu, anh Nguyễn Thái Học và anh Phó Đức Chính. Tim hắn hồi hộp, chân tay hắn bủn rủn khi các anh bàng hoàng chạy trốn. Cả bọn cùng xô đuổi. Đội Dương tay dắt xe, tay cầm súng bắn theo luôn mấy phát. Các anh tuy bị thương nhưng đều chạy thoát. Nặng hơn cả là vết thương của anh Chính. Đạn xuyên ngang miền dưới vú, lặn vào thịt không thể lấy ra được. Nó thành ra một cái tật sờ vào lục cục trong suốt đời anh. Ngoài việc trên này,
Đội Dương còn báo bắt cả món bom ở Thái Hà ấp. Và các cai, đội, quan bấy lâu do Dương lãnh đạo, kẻ lột lon, người bị bắt ở khắp cả Bắc Việt, một ngày ngót 400 người. Các võ trang đồng chí nhất đán bị ông trưởng ban binh vụ sơi hết cả rồi. Việc khởi nghĩa năm 1930 sở dĩ thất bại mau lẹ quá chính là vì Việt Nam Quốc Dân Đảng bị mất cái lực lượng trung kiên ấy. Chính vì thế mà Giáo Phú, tức là Vũ Đình Phú, người Hải Dương, đã bị anh em xử tử ngay hồi cử sự. Chính vì thế mà Nguyễn Huy Dương, tức là đội Dương, đã bị bắn thủng hai khúc ruột vì hai viên đạn của anh em trong ám sát đoàn. Chương 30. Ngã đường quyết liệt. Từ hôm bị bắt hột ở Võng La, từ hôm nghe tin các anh em nhà binh bị đội Dương một trài vét hết, anh Nguyễn Thái Học, anh Phó Đức Chính và anh Song Khê đều trở nên buồn rầu lo nghĩ. Cái công trình tuyên truyền tổ chức bấy lâu già nửa đã phó cho dòng nước chảy. Muôn nghìn người gắng sức chưa xong, một vài kẻ đổi lòng đủ vỡ. Cái công cuộc cách mệnh là công cuộc như thế. Nhưng nào ai có liệu được đâu cơ trời. Ngoảnh lại trong vòng mấy tháng, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã từng gặp những điều bất lợi luôn luôn. Tháng 10, tự nhiên vỡ việc bom ở Mỹ Điền. Tháng 1, việc bom ở Phao Tân. Tháng Chạp, việc bom ở Nội Viên và Thái Hà. Tháng Giêng, việc bom ở Kiến An và lại Nội Viên lần nữa. Rồi thì nào Hịch In ở Lục Nam bị khám phá, nào các làng quanh Võng La bị triệt hạ, nào dao nào kiếm ở Vĩnh Yên bị lùng bắt, nào những kho chứa gươm, chứa giáo, chứa lựu đạn, chứa quần áo ở Hải Phòng, Kiến An bị Pháp tịch thu. Thế nhưng chưa lần nào đau đớn bằng lần này. Chúng ta cách mệnh bằng sắt máu, bao giờ cũng lấy quân đội làm phần chủ lực. Chủ lực tan rữa rồi, lấy ít bom xoàng, dao nhụt với những đội tiện y ô hợp, liệu có cầm cự nổi được với những quân tổ chức sẵn, khí giới sẵn hay không? Người ta bảo cần phải đứng trước ở chỗ không thua, thế nhưng mình thì đứng trước ở chỗ thua mất rồi. Thế nhưng liệu không đánh, liệu lại tổ chức lại rồi sẽ đánh, có được hay không? Không thể được. Cuộc đời là một canh bạc. Những canh bạc đen, người ta có thể thua hết vốn. Gặp thời thế không chiều theo mình, đảng có thể tiêu mòn hết lực lượng. Một khi lòng sợ sệt đã chen vào trong óc quần chúng, khiến họ hết hăng hái, hết tin tưởng, thì phong trào cách mạng có thể nguội như tro. Rồi của sẽ không tiếp, rồi người sẽ bị bắt dần. Giữa kỳ đây anh em vào cái chết lạnh lùng, mòn mỏi trong các nơi buồn ngục, ở trong các nhà giam, thì thà rằng xô anh em vào cái chết oanh liệt, nồng nàn ở nơi chiến địa. Chết đi để thế giới biết đến cái tinh thần dân tộc này còn sống. Chết đi để lại cái gương hy sinh, phấn đấu cho người nối bước. Không thành công, thôi thì thành nhân. Đó là cái ý nghĩa chua cay nhưng quả quyết của các nhà lãnh đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng hồi bấy giờ. Nhặt nhạnh các tàn lực để làm nên cuộc khởi nghĩa năm 1930. Tin ở quá khứ, tin ở tương lai, tin ở các anh sống sót sẽ nối được trí, nối được việc của mình. Các anh với cặp mắt đổ lửa, với trái tim bốc lửa, với cái hoàn cảnh lửa đối đầu, đã quyết đem tính mệnh mà đền ơn cho đảng, đền ơn nước, đền ơn tri ngộ của quốc dân. Nói rút lại, các anh đã chọn lấy cái chết của con người. Ấy
tinh thần trách nhiệm ở phương Đông là thế. Thế rồi các anh chia nhau công việc. Anh Phó Đức Chính coi việc đánh mạng Yên Bái. Anh Song Khê, Sơn Tây, Phú Thọ, Hưng Hóa. Anh Nguyễn Thái Học ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Kiến An. Riêng Hà Nội là thủ đô thì buồn thay không còn một lực lượng gì. Đành lẽ cho ít anh em trong ám sát đoàn nắm mấy chục quả bom để thức tỉnh đồng bào trong giây lát. Các anh định đồng thời cử sự. Ngày ấy định là ngày 10 tháng 2 năm 1930. Sau đó, vì muốn cho đạo quân của anh Nguyễn Thế Nghiệp ở Vân Nam, Lào Cai về kịp, anh Nguyễn Thái Học có đưa thư định hoãn lại đến ngày rằm. Nhưng anh Song Khê thì cho việc hoãn lại như thế có thể xảy ra những trở ngại không ngờ, cho nên nhất quyết cứ theo như là đã định cũ. Thành ra việc đánh ở mặn ngược và miền xuôi không đi đôi với nhau. Đó là một điều đáng tiếc. Đáng tiếc hơn nữa là anh Quản Cầm, đáng lẽ chỉ huy việc đánh Yên Bái, thì gần đến kỳ bỗng mắc chứng đau tim, phải về điều trị tại Hà Nội. Khi nghe tin việc Yên Bái thất bại, anh đã hộc máu ra chết ở nhà thương Lenexan. Chiều ngày 8 tháng 2, anh Phó Đức Chính ở nhà Quản Trang ở Nam An, huyện Tùng Thiện, tỉnh Sơn Tây, tiếp được lệnh anh Nguyễn Thái Học bảo hoãn đến ngày rằm. Anh sai anh Lý Sự làng La Hao sang Sơn Dương báo với anh Song Khê, tức là anh Sứ Nhu. Nhưng anh Song Khê không chịu hoãn. Đồng thời cô Giang đưa phái viên của anh Nguyễn Đức Nghiệp về, xin đưa lên chi. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị toàn bộ chương 21 cho đến chương 30 tài liệu về anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học do Nhượng Tống biên soạn. Đỗ Hiếu, kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tuần sau. Xin tạm biệt, kính chúc quý vị cùng Vũ Quyến luôn hạnh phúc, may mắn, bình an. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non mì. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi.
khí tiết anh hùng, dòng lạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan yên bái nương non vì buồn. Chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế. Thank you.